Huấn luyện viên Jussi tiết lộ kỷ niệm khó quên với Văn Quyết, tôi đã nói những lời có thể gây tổn thương. Cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam, ông Philip Jussi đã dành những lời khen cho Văn Quyết sau khi cầu thủ này quyết định chia tay đội tuyển quốc gia. Năm 2018, tôi đến Việt Nam. Ngay trong trận đấu V, Quyết đầu tiên được dự khán, tôi đã ấn tượng với một cái tên rồi. Đấy là Văn Quyết, huấn luyện viên Jussi mở đầu những chia sẻ của mình. Ông nói tiếp, cho tới ngày cuối cùng làm việc ở Việt Nam, hay thậm chí là hiện tại, Văn Quyết vẫn là cái tên mà tôi cảm phục hơn cả. Hình ảnh của cậu ấy hiện diện trên sân, cách cậu ấy chơi bóng vẫn còn in đậm trong suy nghĩ của tôi. Văn Quyết có tư duy chiến thuật nhạy bén. Kỹ chiến thuật tuyệt vời giúp anh hiện thực hóa những ý tưởng mà bản thân vẽ ra trong đầu. Lại nói đến suy nghĩ, anh ấy có thể tạo ra những khoảnh khắc ấn tượng bằng tư duy rất riêng, vượt ra ngoài khuôn khổ của một cầu thủ thông thường. Đó là phẩm chất quý giá đối với một tiền đạo, vai trò luôn cần phải tỏa sáng bằng giá trị được định lượng là bàn thắng. Tối qua ngày 12 tháng 10, Văn Quyết khiến người hâm mộ phải dành nhiều lời khen với màn trình diễn ấn tượng khi tuyển Việt Nam gặp Ấn Độ. Chỉ góp mặt trong hơn 20 phút cuối nhưng cầu thủ 33 tuổi đã tạo nên làn gió mới cho hàng công tuyển Việt Nam. Tạo ra hai cơ hội ngon ăn cho Quang Hải và Tiến Linh. Đáng tiếc, hàng thủ Ấn Độ đã thi đấu quá tốt, khiến tuyển Việt Nam phải chấp nhận kết quả hòa 1-1 chung cuộc. Kết thúc trận đấu, Văn Quyết lại khiến tất cả phải sững sờ khi thông báo quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam. Với huấn luyện viên Jussi, ông có những ấn tượng sâu sắc khi làm việc với Văn Quyết. Cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam chia sẻ lại kỷ niệm khó quên. Với những người đứng ngoài cuộc, Văn Quyết có thể là một cầu thủ ích kỷ. Nhưng có làm việc trực tiếp với Văn Quyết ở tuyển Việt Nam, tôi mới thấy Văn Quyết hòa đồng như thế nào. Tôi cảm thấy may mắn khi được huấn luyện Văn Quyết trước khi cậu ấy nói lời chia tay tuyển Việt Nam. Trong giai đoạn ấy, tôi cũng đã giải thích rất rõ với Văn Quyết rằng, ngày rất khó để tôi chọn Quyết vào đội hình nếu xét ở mặt thể chất. Nhưng Quyết phải luôn trong tâm thế sẵn sàng ở bất kỳ thời điểm mà tuyển Việt Nam cần. Bởi như đã đề cập ở trên, Quyết sở hữu một tư duy, một trí tưởng tượng hiếm có. Tôi biết, những lời nói ấy có thể trực tiếp gây tổn thương trong một giai đoạn nhất định, một thời điểm cụ thể với Văn Quyết. Nhưng sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm dày dạn khiến Quyết tôn trọng quyết định của tôi và lợi ích của cả tập thể. Văn Quyết luôn thể hiện hết mình trong các buổi tập, khuyên các cầu thủ trẻ cải thiện và duy trì động lực. Cậu ấy luôn vào sân với sự hăng hái cao độ, đặc biệt ở thời điểm khó khăn khi Việt Nam đấu Philippines. Huấn luyện viên Jussi kết lại, ngay với tôi, Văn Quyết sẽ luôn là tên tuổi lớn trong lịch sử bóng đá Việt Nam, là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà bóng đá Việt Nam có được. Với tính cách ấy, phẩm chất ấy, Văn Quyết sẽ còn đóng góp nhiều hơn nữa cho tương lai bóng đá Việt Nam. Thật mong, một ngày nào đó, tôi được thấy Văn Quyết hiện diện với tư cách một huấn luyện viên trưởng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.